24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty hóa chất tại quận Tân Bình. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Toàn, năm nay 24 tuổi, quê ở Hà Nội và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Và em đang công tác tại Bộ Công an ạ. Tôi chiến sĩ công an đó. Dạ. À, chiến sĩ công an thì nói chung là rất là tốt. Chuẩn mực ha. Rèn luyện chuẩn mực lắm. Vấn đề giờ sơ sơ chút là mình có trải qua cái con đường tình trường như thế nào chưa? Dạ, trước giờ thì em cũng có 3 mối tình thời sinh viên. Sinh viên thôi. Mà lúc đó thì cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Cái thời lớn lên nè, cái thời sau sinh viên đó. Dạ. Có mối tình nào sâu đậm không? Dạ, không em. Không có hả? Dạ. Mong muốn của mình tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn bạn của em là một người ngoan hiền. Biết nữ công gia chánh. Có mẫu người nào không? Dạ em cũng thích ca sĩ Minh Hằng. Minh Hằng ha. Dạ. Mình thì mình gì? Dạ, em thích bạn nữ tóc dài, thon gọn, dễ thương, dễ nhìn. Tôi cảm giác bạn diễn tả mà người tình trong mộng của bạn là ngồi bên đây luôn á. Bạn nữ thấy sao? Em không dám chắc nhưng mà em nghĩ là có thể đáp ứng được. Mọi người nhận xét em là ngoan lễ phép. Em thì sống rất là biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Và đặc biệt là đối với những người mà mình yêu quý á, thì em rất là thích được chiều lòng mọi người á. Em thích được đi ra ngoài, thích được làm việc. Nhưng mà những cái việc như là nữ công gia chánh, ví dụ như là nấu ăn hay là nội trợ, thì em đều tự tin là mình làm khá là tốt. Quá xuất sắc. Tiêu chí của mình để tìm bạn trai như thế nào? Thực sự mà nói, ngoại hình với em thì không có quan trọng lắm. Ví dụ như em nhìn bạn nam đó, em thấy thích là em thích, còn thấy không thích là không thích. Không đúng mà, cái này cũng hay mà. Mình không có đặt ra một cái tiêu chuẩn nào quá cứng nhắc về người bạn đời của mình cả. Thà có cái chuẩn gì dễ đe mình cân đo đong đếm, còn nói chung chung thì nó khó vô cùng luôn. Người ta nói là yêu nhau củ ấu cũng tròn mà ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Em nghĩ là khi mà đã yêu nhau rồi thì những cái gì xấu nó cũng trở nên đẹp hết. Okay. Và rất là nhiều bạn nữ lên đây yêu không hiểu tại sao mà các bạn ấy đều đa số là không thích bạn nam mà đầu hói hay là bụng bự. Nhưng mà đối với em thì em lại thấy hai điều đó rất là dễ thương. Cảm ơn em. Ủa bởi hói bụng bự hả? Hả? Cái vụ này tôi thích đó nè. Từ xưa giờ mới thấy là đầu hói bụng bự dễ thương nè. Trời, cảm ơn em nhiều, người ta hói thương. Thương em lắm luôn á. Hồi xưa giờ cô nào cũng biết đầu hói với bụng bự chứ á. Trời, gái nhà ai dễ thương quá vậy ta. Em được quá luôn ta. Trời ơi, cái tiêu chuẩn này là nhiều người đàn ông thích lắm. Khó dễ thương mà, đúng không? Em nghĩ là nếu mà yêu rồi chắc là không có tóc thì cũng dễ thương đó anh. Đúng rồi. Cái thiệt cảm ban đầu là dành hết 100% cho gái đó. Mà gái dễ thương lắm, trời ơi, chưa thấy ai mà dễ thương bằng như bên kia. Bằng kia đẹp, bằng dễ thương mà trời ơi, thấy ghét chứ sao luôn. Đó là những, đó là ngoại hình thôi. Dạ, về tính cách thì em trước tiên là bạn nam đấy, khi mà đi ra ngoài xã hội cũng như là ở trong gia đình thì hãy thể hiện mình là một người lịch sự và có văn hóa, sống và tuân thủ theo pháp luật. Và hãy tôn trọng phụ nữ, bất kỳ phụ nữ nào, độ tuổi nào đi nữa thì nếu mình không thích họ thì cũng hãy tôn trọng họ. Và khi ở trong gia đình thì em hy vọng anh ấy sẽ là một người thoáng tính, biết yêu chiều vợ con và biết đối nhân xử thế. Hay quá. Nhà gái bên đây quá chuẩn luôn. Quá trời hay luôn rồi. Hy vọng bạn trai lâu bên đây quá cho gặp mặt luôn cho rồi, lấy lên luôn cho rồi. Trời ơi, được quá ha. Không được, bên đàn trai cũng ngon lắm mà. Nãy giờ tôi hình dung qua đây là tôi người tưởng tượng ra là mà không phải. Dễ thương. Anh công an ha. Chuẩn mực nha. Phải yêu chiều vợ con, miễn là phụ nữ là mình phải tôn trọng. Không tôn trọng nam giới hả? Ưu tiên phụ nữ. Bất kỳ ai cũng tôn trọng hết. Mình cũng phải có tính xấu gì chứ đúng không? Em ngủ còn lâu lâu cũng ngáy. Nhưng mà cũng ít rồi chị. Cô này cũng trời ơi, còn đã cổ thương rồi, cái gì cũng được hết trơn á. Đã chuẩn bị mọi thứ để lo cho cái hôn nhân chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Không biết nhà trai sao chứ tôi là gã rồi đó. Được. Bây giờ thôi mình hỏi ý kiến người thân trước đi. Bạn trai này có đi với ai không? Dạ em đi với em trai em ạ. Rồi em ruột. Cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em coi chị dâu tương lai của mình như thế nào? Chị có khuôn mặt rất là khả ái, thân hình rất là cân đối, có thể nói là chị đáp ứng hết những cái yêu cầu anh em đặt ra. Và còn về anh của em thì nấu ăn hay là những cái việc nhà hay gì đó là anh em đều có thể làm được hết. Hay đấy em, có người yêu chưa? Chắc chưa. Chắc rồi quá. Dạ, đã từng. Thấy chưa? Đã từng à. Anh xong tới em nha. Lên nó ngồi chơi chú cho anh Miền Linh, anh làm mai cho nha. Bạn gái mình dạ, có đi với ai? Hôm nay em có đi với mẹ của em, cháu và những người bạn thân ạ. Rồi, mẹ và cháu. Chào cô.
cô xin chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường, chào con trai đang tham gia chương trình. Chào bác ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cô rất là hâm mộ cái chương trình này. Tập nào mà phát sóng lên là cô đều coi cả. Chính vì cô yêu thích cái chương trình này cho nên cô đã đăng ký cho con gái mình tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Dạ. Cho cô được nói về em Yến Phương một chút. Yến Phương nhà cô thì là con út trong gia đình, cho nên gia đình cô rất là thương yêu và chiều chuộng vô cùng luôn ấy. Yeah. Nhất là cô hay gọi là nón ngọc của cô đấy. Yeah. Thực ra mà nói thì em còn nhỏ tuổi nhưng mà em sống rất là có ý thức, biết lo toan trong gia đình và biết lo lắng làm ăn, chứ không có đua đòi, không có chơi bời gì hết. Nhìn con thì nói chung là cô cũng có cảm tình. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nhất là hai đứa con cảm nhận về nhau như thế nào. Cô cũng có hai con rể rồi. Chỉ mong sao mà mình tìm được một người chàng rể mà được như hai con rể lớn của cô, để biết lo cho gia đình, rồi biết thương yêu vợ con, không cờ bạc, có hiếu với cha mẹ. Lần đầu tiên thì con xin chào bác. Nếu như mà con và em được tìm hiểu và tiến xa hơn thì con hứa với bác là sẽ cố gắng là chăm lo cho em và yêu thương em. Thôi như vậy là ổn rồi. Bây giờ mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo qua. Bắt đầu. Chào em. Mời ngoài tặng em. Đầu tiên là anh muốn hỏi em là em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh khá là chững chạc so với tuổi của mình. Em chỉ có một vài câu hỏi nhỏ muốn hỏi anh thôi, là sau này trong cuộc sống gia đình anh sẽ là một người đàn ông như thế nào? Đối với anh thì gia đình luôn là một cái nền tảng, là một cái điều gì đó mà không thể mà từ bỏ được. Cho dù ra ngoài đường anh có làm bất cứ việc gì thì điều đầu tiên anh luôn nghĩ về gia đình. Câu hỏi thứ hai là trong tương lai gần á, anh có vạch ra một kế hoạch gì cho công việc cũng như là cho cuộc sống của mình không? Sắp tới là anh sẽ đi học và sẽ có thể là phát triển hơn nữa. Có nghĩa là anh muốn tiến xa hơn trong công việc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Lúc nãy trước khi mà kéo rèm lên thì anh có tưởng tượng ra cô gái bên này là người như thế nào không? Theo như quý vị khán giả và anh Quyền Linh nói thì anh nghĩ là em rất dễ thương, nhưng mà không phải vậy. Sau khi mà kéo rèm lên thì anh em rất là dễ thương. Làm giật mình không? Anh, nếu như mà mình có cơ hội quen nhau thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh, tại vì công việc của anh là nhiều khi là đột xuất và nhiều khi là cũng rất là rảnh. Mà nhiều khi là anh đang đi chơi với em mà có lệnh gọi về thì anh cũng không thể bỏ được. Em cũng thông cảm cho anh. Công việc của anh thì như thế, còn công việc của em thì cũng phải gặp và giao tiếp với rất là nhiều người. Thậm chí là sau giờ hành chính em vẫn phải đi gặp khách hàng, nói chuyện với khách hàng. Không biết là anh có thông cảm với vấn đề đấy được không? Nói chung là em sắp xếp quản lý tốt thời gian á, mà có thời gian chăm sóc cho gia đình là anh đồng ý. Thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội thì chưa chắc. Không có nói cơ hội nào. Vấn đề như gì mình thuyết phục làm sao ta cho mình cơ hội chứ. Giờ em cho anh cơ hội đi nữa về chứng minh. Quan trọng nhất là cái nhìn đầu tiên đúng không em? Đó. Nói sao đi. Từ lần đầu tiên mà gặp mặt anh là rất là có cảm tình với em. Anh rất là thích em. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Xin xỏ quà. Để xem cô gái có rung động hay không. Nhiều khi hai người nói chuyện rất là hợp với nhau, nhưng sau khi suy nghĩ nút lại không bấm quý vị. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng. Tôi nói để chi? Để các bạn suy nghĩ cho nó kỹ, nhắm mắt lại để xem động trong tim mình những điều gì vừa xảy ra. Bấm nút là mình hẹn hò với nhau để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Các
bạn biết không, mỗi lần các bạn chuẩn bị bấm nút á, chúng tôi cũng hồi hộp lắm. Nào, nắm tay nhau. Thôi bạn gái, để lần đầu gặp gỡ, đó là quy định của chúng tôi. Có quy định đó em. Bấm nút là hôn nhau. Nào. À, xin phép bác cho con được hôn em. Rất nguyên tắc, có xin đàng hoàng bác. Dạ, bác đồng ý. Rất dễ thương đúng không quý vị? Mọi chúc người hai bạn cái nụ hôn là kỷ niệm nhá. À, chúc mừng các bạn, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn để có thời gian xem phim, tìm hiểu kỹ hơn. Và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế ECB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng vừa xem phim, sau đó mua xong. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan gửi tặng hai bạn. Cảm ơn hai. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Nắm chặt vào. Nắm thật.